gặp mặt tháng 7 này, chúng ta đã cùng nhau đón chào những thành viên mới, hai gương mặt tươi mới và tràn đầy năng lượng gia nhập đại gia đình UPC. Hãy chào đón chân thành Mr. Nguyễn Xuân Tùng, thư ký tổng giám đốc, và Mr. Quách Văn Hiển, phòng phát triển đầu tư xây dựng. Cùng tiếp tục lan tỏa điều tử tế với chuỗi hoạt động 30 ngày, đưa tình yêu và sự chia sẻ đến đồng nghiệp, người thân và cả những người xung quanh. Mỗi bước đi nhỏ của chúng ta đều tạo nên sự khác biệt lớn. Ngày này mình cùng nhau vác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui này tôi ai biết mai sau. Em ơi, đời loài người này ngắn lắm, cứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Chiều nay mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Vui hôm nay thôi ai biết mai sau. Đời là người này ngần lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo. Giống như ta chưa từng được sống, cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài. Để có một mùa hội thao mãnh liệt, các vận động viên của UPC đã rèn luyện cơ thể và tinh thần với những buổi tập luyện chuẩn bị cho sự kiện hội thao UPC 30 năm vô cùng mạnh mẽ. Đồng hành cùng nhau, vượt qua mọi khó khăn, chúng ta là một đội ngũ, một gia đình vững mạnh. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up. Been, oh, ooh, the way the things have been, oh, ooh. Và bây giờ hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đặc biệt của chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập UPC với những tràng pháo tay, niềm vui và nhất là những khoảnh khắc đẹp của UPC tạo nên những dấu ấn khó quên. Cùng nhau chúc mừng những thành viên thân yêu có sinh nhật trong tháng 7 năm 2023. Mừng ngày trở lại với nhiều điều mới, tuổi mới, chặng đường mới, UPC mến chúc chị Nguyễn Thị Hạnh, phòng kế hoạch thật nhiều hạnh phúc, tràn đầy năng lượng và công việc luôn luôn thuận lợi. Mr. Hoàng Văn Thao, Phó Tổng Giám đốc Công ty UPC, xin kính chúc người truyền cảm hứng, người thầy, người anh đáng mến của UPC. Kính chúc sếp đón tuổi mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật anh Triều, phòng kinh doanh. Mừng tuổi mới đại thành công, sinh tài, sinh lộc, sinh phú quý, vạn điều tốt đẹp, vạn điều may. Chương trình thăm khám sức khỏe hàng năm cho cán bộ công nhân viên là một hoạt động quan trọng nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của tổ chức và tăng cường tinh thần làm việc của nhân viên. Hoạt động thăm khám sức khỏe cho cán bộ công nhân viên hàng năm của UPC được diễn ra vào 22 tháng 7 và 29 tháng 7 năm 2023. Chương trình này gồm một loạt các hoạt động y tế như kiểm tra sức khỏe toàn diện, đo đạc các chỉ số sinh lý, xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm và các khám chuyên khoa phù hợp. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, chúng ta đã có buổi dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ thành phố Vũng Tàu để tưởng nhớ và tri ân những người anh hùng đã hy sinh vì đất nước. Trong không khí nghiêm trang, thành kính, ban lãnh đạo, các cán bộ quản lý và thành viên UPC cùng công ty thành viên đã dành một phút mặc niệm và dâng hương tưởng nhớ, tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các vị anh hùng liệt sĩ Việt Nam. Và cuối cùng, để kết thúc video gặp mặt tháng 7, những khoảnh khắc nhìn lại ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau xem một clip ngắn truyền động lực trong công việc và cuộc sống để nạp đầy năng lượng cho đợt thi đua sắp tới nhé. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Dù không ai có thể lùi thời gian để tạo ra khởi đầu mới mẻ, nhưng bất cứ ai cũng có thể bắt đầu để tạo nên một kết thúc hoàn toàn mới. Mỗi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức dậy,
Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất nếu không muốn bị giết. Mỗi sáng, một con sư tử thức dậy. Nó biết nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải ở chỗ bạn là linh dương hay sư tử. Khi mặt trời mọc, hãy bắt đầu chạy. Hôm nay tôi đóng cửa quá khứ, mở cửa tương lai, hít một hơi thật sâu, bước qua và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời tôi. Sức mạnh không chỉ nằm ở khả năng chống chịu, mà còn là năng lực để bắt đầu lại. Rồi có một ngày, bạn nhận ra rằng lật những trang sách mới là cảm giác kỳ diệu nhất trên thế giới, bởi vì cuốn sách còn nhiều thứ phía trước hơn là trang sách mà bạn bị mắc kẹt. Khi bạn thức vào buổi sáng, hãy nghĩ đó là một đặc ân quý giá. Đó là được sống, được thở, được suy nghĩ và được yêu thương. Thà là một bông hoa sen nở khi thấy mặt trời bị mất hết nhụy, còn hơn giữ nguyên hình nụ bút trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông. Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Cách báo thù tốt nhất chính là thành công vang dội. Chính là thành công vang dội. Giấc mơ không phải là thứ bạn nhìn thấy khi ngủ. Giấc mơ là những điều mà không cho phép bạn ngủ